Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung chi tiết, một lần nữa chúng tôi xin thông báo với một số đồng các quý khán thính giả của KTV đang theo dõi các chương trình của chúng tôi trên kênh KTV1. Thưa quý vị, KTV1. Làm cái kênh truyền thông của KTV trước đây đã bị vô hiệu hóa. Đó là lý do trong các cái bản tin hay các cái tin tức chúng tôi phát trên kênh KTV1 là những cái thông tin cũ, thậm chí là những cái thông tin mới nhưng chậm hơn so với những cái thông tin chúng tôi phát sóng trên kênh KTV4, một cái kênh thông tin chính thức của KTV hiện nay. Chúng tôi đề nghị quý vị, những người theo dõi các cái thông tin trên KTV1, hãy trở về kênh KTV4 theo các cái đường link ở dưới mỗi clip video trên kênh KTV1. Và điều đó giúp cho số lượng người theo dõi ở kênh KTV4 tăng lên. Và các video của KTV4 sẽ được đề xuất và giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với các chương trình mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi tới với quý vị các thông tin liên quan tới đại án Việt Á. Trong kết luận điều tra của Bộ Công an đã cung cấp rất nhiều các cái thông tin mà từ trước tới nay chúng ta chưa được biết. Đó là câu chuyện liên quan tới thủ phó thủ tướng Vũ Đức Đàm đã bị mất ghế về trợ lý của ông Vũ Đức Đàm, ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng, cựu cán bộ của văn phòng chính phủ, đã bị Bộ Công an truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo giới phân tích cho biết, ông Vũ Đức Đàm mất ghế phó thủ tướng bởi có những thông tin cho rằng nguyên nhân là trợ lý Nguyễn Văn Trịnh đã nhận 200.000 đô la từ Việt Á và người ta cho rằng Vũ Đức Đàm cũng tương tự. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khi Phạm Trung Kiên nhận với số tiền lên tới 42,6 tỷ đồng. Tuy nhiên trong thông báo của Bộ Công an chỉ ghi chung chung là Phó Thủ tướng nhưng không nhắc tới tên ông Vũ Đức Đàm là lãnh đạo trực tiếp của ông Nguyễn Văn Trịnh. Ngoài ra còn có cái thông tin tới cái sự tham nhũng của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, một người được cho là người tình của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Được biết, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã nhận với số tiền 180.000 đô la từ Giám đốc Công ty Việt Á. Và thưa quý vị, qua việc khai thác, Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến đã khai, Giám đốc CDC Hải Dương đã tới phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đưa tổng cộng một cái số tiền 180.000 đô do của Phan Quốc Việt trực tiếp giao cho ông Thăng tại phòng làm việc để đề nghị Bí thư Hải Dương tạo điều kiện cho công ty Việt Á tiến hành xét nghiệm toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp và người lao động trên địa bàn của tỉnh này. Một cái nội dung thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay đó là cái câu chuyện Việt Nam quyết tâm dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về chịu án và lãnh đạo Tổng cục 2 tình báo quân đội đã nói gì. Những nguồn tin của Tổng cục 2 cho biết phải thừa nhận rằng việc đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam sẽ có những cái khó khăn nhất định. Một cái điều bắt buộc đó là quốc gia này muốn dẫn độ tội phạm đang trốn ở một quốc gia khác thì về mặt nguyên tắc hai bên phải tham gia một cái điều ước quốc tế chung. Tuy nhiên trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ khó khăn hơn nhiều. Đó là nhận định của Thiếu tướng Trần Thế Quân cho biết. Bởi vì hiện nay Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam chưa có những cái hiệp định về dẫn độ dạng song phương hay đa phương. Nhưng Việt Nam vẫn có thể liên hệ với Cộng hòa Liên bang Đức trên một cái nguyên tắc có đi có lại giữa hai quốc gia. Và thưa quý vị, ngoài ra có cái câu chuyện liên quan tới vấn đề chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Và như quý vị đã biết, có cái câu chuyện mà dư luận xã hội không tâm phục khẩu phục
Đó là theo báo Công Lý đã trích dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an liên quan tới hai ông trùm của Bộ Khoa học và Công nghệ, đó là ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng, và cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc. Theo đó, hai ông này, cụ thể ông Chu Ngọc Anh đã nhận một cái túi tiền từ Phan Quốc Việt 200.000 đô, trong khi Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhận 50.000 cũng từ Phan Quốc Việt. Sau kết luận điều tra cho rằng đó chỉ là những khoản tiền cảm ơn, nên không thể kết tội cho Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc tội danh nhận hối lộ. Bởi lý do ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc không trao đổi bàn bạc thỏa thuận với Phan Quốc Việt về việc nhận tiền, cũng như hai nhân vật vừa kể không gây những cái khó khăn với mục đích buộc Việt Á phải đưa tiền cho họ. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể là những điều không thỏa đáng, thậm chí là những cái kết luận được cho là chạy tội cho một số quan chức thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, bản tin liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine sẽ kết thúc bài nói chuyện hôm nay. Và như thường lệ, chúng tôi đi vào nội dung bản tin thời sự. Trước khi đi vào những cái nội dung của bản tin thời sự, một lần nữa chúng tôi tha thiết đề nghị quý khán thính giả của KTV, vì sự phát triển của kênh KTV 4, hãy dành cho chúng tôi những cái bấm like cho các clip và các cái chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Một cái bản tin đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là câu chuyện hơn 400 học sinh ở Hải Phòng đã bị một cái nhóm không rõ danh tính dụ dỗ lấy mẫu xét nghiệm với giá 100.000 đồng cho một người. Ngoài ra, ai giới thiệu một cái bạn đến xét nghiệm thì được tiền hoa hồng 25.000 đồng. Truyền thông nhà nước đưa tin ngày 18 tháng 8 năm 2023 cho biết việc tổ chức lấy mẫu của các em học sinh ở thành phố Hải Phòng của một cái nhóm có tên là Bông Hồng Đen tại địa chỉ số 44 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, quận Đờ Sơn, Hải Phòng. Theo đó, trước phản ảnh của rất nhiều phụ huynh học sinh về một cái hiện tượng mờ ám như vừa kể, theo các phụ huynh học sinh cho biết, họ và nhà trường không hề nhận được các thông báo hay sự xin phép, và được biết Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn đã đến làm việc. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 8, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban quận Đồ Sơn cho biết, nhóm Bông Hồng Đen của bà Đinh Thị Út, 52 tuổi, ngụ tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn làm trưởng nhóm. Bà Út khai với đoàn kiểm tra của phường, nhóm Bông Hồng Đen là thành viên của câu lạc bộ những người nhiễm HIV thuộc một cái tổ chức phi chính phủ được thành lập với một chức năng, nhiệm vụ là thông tin tư vấn để ngăn chặn việc lây lan của bệnh HIV, tức bệnh AIDS, trong nhóm người sử dụng ma túy, cũng như các vấn đề liên quan tới sức khỏe sinh sản của thanh niên ở độ tuổi 16-24. Được biết trong thời gian qua, nhóm Bông Hồng Đen của bà Út đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của hơn 400 học sinh, chủ yếu là những học sinh cấp 2 trên địa bàn huyện Kiến Thụy, quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, mà hoàn toàn không báo cáo và thông qua ban giám hiệu nhà trường, cũng như chính quyền địa phương, kể cả các bậc phụ huynh học sinh. Theo Chủ tịch phường Hải Sơn, ông Lưu Đình Dũng khẳng định, việc xét nghiệm để sàng lọc phục vụ công tác phòng chống HIV, tức bệnh AIDS, địa phương không cấm, nhưng khi thực hiện phải tiến hành xin phép theo quy định. Trên cơ sở đó, chính quyền sẽ thông báo cho nhà trường và phụ huynh. Đồng thời, ông Lưu Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân phường cho biết, họ có khoảng 4-5 người trong nhóm tự triển khai lấy mẫu xét nghiệm của các cháu học sinh, là một cái vấn đề không đúng khi không báo cáo, không thông tin với chính quyền địa phương về các cái việc hoạt động cũng như cách thức triển khai. Được biết khi công an quận Đồ Sơn đến kiểm tra, thì nhóm Bông Hồng Đen của bà Út không xuất trình được bất kỳ một cái hồ sơ hay giấy phép theo quy định. Được biết nhóm Bông Hồng Đen có 6 người. Theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, nhóm này tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bất hợp pháp, trong đó có những cái trẻ em vị thành niên cần người giám hộ. Đó là lý do công an quận Đồ Sơn
yêu cầu nhóm này phải cung cấp đầy đủ hồ sơ trong ngày 21 tháng 8, mà nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển các cơ quan chức năng để xử phạt theo quy định. Thưa quý vị, những thông tin này đối với chúng tôi là thông tin quan trọng để các quý vị là phụ huynh học sinh cần biết và nói với con em mình rằng chớ sa đà đi vào những cái vụ việc xét nghiệm lấy máu như vừa kể bởi một cái lý do đơn giản. Thứ nhất, không đảm bảo vấn đề vệ sinh. Vấn đề thứ hai, người ta lấy máu làm gì? Trong khi ở Trung Quốc hiện nay có một cái chiến dịch lấy máu để lưu trữ các dữ liệu thông tin của cá nhân cũng cần phải hết sức thận trọng. Và thưa quý vị, sau đây là các cái tin tức trong bản tin thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, trong cuộc gặp gỡ đối thoại với các nhà giáo, cán bộ toàn ngành giáo dục sáng 15 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu, lỗi của chúng ta là chưa làm cho xã hội hiểu được chúng ta. Câu nói của ông Sơn một lần nữa khuấy động mạng xã hội, bởi giáo dục là lĩnh vực đụng đến 100% dân chúng, như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng với RFA. Ngành giáo dục hiện nay là bốn bề thò địch. Một mặt là quần chúng, mà ông Kim Sơn ông bảo là xã hội không hiểu được. Và một mặt chính cái đội ngũ lãnh đạo, họ phát biểu bất nhất và cho thấy rằng họ cũng nắm được vấn đề, mà rất tiếc là họ lại là đóng vai trò quyết định trong cái việc điều hành giáo dục, và cái quyền quyết định đó không nằm trong quyền hạn của ông bộ trưởng bộ tỉnh. Trong cái thường vụ đảng ủy của địa phương không bao giờ có ông giám đốc sử dụng cả. Ở trong xã hội này hiện nay có rất nhiều người họ bất bình đối với chế độ, đối với xã hội. Họ xả ra bằng cách gì? Xả stress ra bằng cách gì? Giáo dục nó đồng đến 100% dân cư, và 100% dân cư tức dân xã hội, thì thuộc vào giáo dục là ngành yếu thế nhất, dễ nói nhất mà không sợ bị bắt. Đó là ta thấy một cái tình hình giáo dục như hiện nay. Anh Kim Sơ là bộ trưởng hay anh Kim gì đi nữa mà lên làm bộ trưởng giáo dục thì cũng khó như nhau vậy. Nó vượt ra thẩm quyền của bộ trưởng. Cuộc hội ngộ giữa bộ trưởng giáo dục với hơn 1 triệu thành viên toàn ngành, vừa trực tiếp vừa trực tuyến, với điểm cầu đặt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục 63 tỉnh thành phố, được nói là để bộ trưởng nghe hết tâm tư nguyện vọng của những người trong ngành nhằm thay đổi cải cách toàn bộ ngành giáo dục, đã bị những chuyên gia về giáo dục cho là đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều người cho rằng ông bộ trưởng đã đặt ngược vấn đề khi nói rằng xã hội không hiểu ngành giáo dục. Lẽ ra ông phải tự hỏi, ngành giáo dục cần phải hiểu xã hội muốn gì, cần gì để đáp ứng nhu cầu xã hội thì mới đúng. Nhà giáo Đinh Kim Phúc, một người được thừa hưởng nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa trong suốt những năm phổ thông, nêu ý kiến của ông với RFA. Ông ta đã quên rằng trước năm 1975, dù là cả hai miền Nam Bắc đang trong tình trạng chiến tranh rất là ác liệt, nhưng mà miền Nam ấy, có một cái nền giáo dục hết sức là rực rỡ. Và tới hiện nay khi nhắc lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi chỉ tiếc nhất đó là cái nền giáo dục của miền Nam. Rồi ngay cả miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng có một cái nền giáo dục phải nói là chất lượng, đã đào tạo được nhiều cái thế hệ mà phục vụ cho cái lý tưởng của miền Bắc. Và nhìn lại tình trạng giáo dục hiện nay, chỉ có những quan chức giáo dục mới không hiểu được cái quá trình học là gì, cái mục tiêu giáo dục là gì, chứ đừng có đổ thừa cho dân chúng, đừng đổ thừa cho người dân là không hiểu được mối giáo dục. Càng cải cách là càng phá nát cái giáo dục Việt Nam. Đã qua bao nhiêu đời bộ trưởng, thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, trò không ra trò, trường lớp không ra trường lớp, chạy theo những cái thành thi đua ảo, mà mỗi một bộ trưởng là có một cái câu khẩu hiệu chiến lược, và xong một đời bộ trưởng rồi thì chúng ta thấy không ra cái gì, và cái nền giáo dục của Việt Nam ngày càng xuống. Thay đổi để vực dậy ngành giáo dục là tâm tư nguyện vọng của toàn xã hội, chứ không chỉ những ai làm trong ngành giáo dục. Nhiều chuyên gia giáo dục cũng như những nhà quan sát tình hình xã hội Việt Nam mà RFA có dịp trò chuyện cho rằng
ngành giáo dục không cần phải cải cách tới, cải cách lui như mấy mươi năm qua, mà chỉ cần kế thừa triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước đây là dân tộc, nhân bản, khai phóng, nói lên bản chất của giáo dục. Giáo dục Việt Nam hiện nay bị coi là có quá nhiều điều khó hiểu, có quá nhiều khiếm khuyết, khiến cho hầu hết những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả đều đã hoặc mong muốn cho con ra nước ngoài học. Trong số đó, ắt hẳn có cả con cháu của những lãnh đạo ngành giáo dục. Không ngạc nhiên khi trong năm 2022, theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, Việt Nam được xếp thứ 5 khi có đến gần 30.000 du học sinh tại Mỹ. Với thực tế đó, nhiều người gọi đó là tị nạn giáo dục. Theo Phó Giáo sư Hoàng Dũng, tị nạn giáo dục cho thấy sự thất bại của nền giáo dục Việt Nam. Quân chúng đã bao nhiêu năm họ sống trong cái nền giáo dục như vậy, và bên cạnh những cái được ta cũng dễ thấy, thì nhìn chung so với cái yêu cầu của đất nước trong cái thời kỳ hiện đại là cái nền giáo dục đấy không đáp ứng được nữa. Nói cách khác là nó thất bại. Trong các cái tị nạn của người Việt, nó ban đầu là tị nạn chính trị, bởi vì dân miền Nam nó bị mấy cái ông chiến thắng kỳ thị quá, cho nên phe thua cuộc bỏ chạy ra ngoài, gọi là tị nạn chính trị. Rồi đói quá nó chạy ra ngoài, tị nạn kinh tế. Rồi đau ốm mà bên kia họ chữa tốt hơn mà mình lại cố tiền, thì mình chạy ra đường ngoài mình chữa bệnh, là tị nạn về y tế. Thì có cái tị nạn nữa là tị nạn giáo dục. Điều đó cho thấy rằng là cái thất bại của nền giáo dục trong nước. Việc thay đổi là tất nhiên, nhưng giáo dục là thế yếu. Người làm giáo dục là không giữ được một cái vị trí gì trong cái xã hội hiện nay cả. Trong cái thường vụ đảng ủy của địa phương không bao giờ có giám đốc sử dụng cả. Nhìn nhận về vấn đề này, nhà giáo Đinh Kim Phúc nói: là một cái lãnh đạo của một cái ngành giáo dục, một cái lĩnh vực mà nó quyết định sự phát triển của đất nước, nó quyết định cái tương lai của dân tộc, nhưng mà tất cả đều đem học sinh, đem thế hệ trẻ ra làm cái con tâm thí nghiệm cho các chính sách, cho các chiến lược ảo tưởng của các quan chức ngồi trong phòng lạnh mà vẽ chuyện ra. Nhìn lại những khẩu hiệu, những cái phát biểu của quan chức giáo dục hiện nay, tôi ngán ngẩm, tôi ế ẩm, và tôi không hy vọng gì cho một cái nền giáo dục Việt Nam trong tương lai. Chứ còn cái cơ chế vận hành như thế này, còn những con người không hiểu gì giáo dục mà đi làm máy giáo dục thì thôi rồi. Một ví dụ trong việc đem học trò ra làm thí nghiệm mà ông Đinh Kim Phúc nói đến là thí điểm sách giáo khoa diễn ra từ nhiều năm qua chưa có điểm dừng. Tháng 4 năm 2021, ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn nói với báo chí trong nước rằng ông xem đây là cơ hội để có thêm điều kiện làm một số việc ở lĩnh vực mà ông tâm huyết và đã có thời gian gắn bó lâu dài. Ông cho đây là thời điểm có nhiều thách thức và khó khăn cho nền giáo dục, và ông không có lựa chọn nào khác là chủ động đối mặt để vượt qua các khó khăn đó. Một số nhà giáo mà RFA trao đổi lúc bấy giờ không tỏ ra lạc quan với những quyết tâm của vị bộ trưởng mới, bởi một con én không làm nên mùa xuân. Muốn thay đổi hoàn toàn nền giáo dục thì phải thay đổi thể chế, chứ một ông bộ trưởng không làm gì được. Phó giáo sư Hoàng Dũng kết luận: Việt Nam vừa nâng thời hạn lưu trú từ 15 lên 45 ngày cho công dân 13 nước. Trong số này không có Mỹ, quốc gia có khả năng sớm trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam. Các nước được nâng thời hạn lưu trú bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Bắc Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Nga và Belarus. Đây là những nước đã được miễn visa từ nhiều năm trước nhưng bị gián đoạn vì đại dịch và được nối lại vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 8, Việt Nam cũng sẽ cấp thị thực điện tử e-visa cho công dân tất cả các nước. Động thái này của chính phủ Việt Nam được ngành du lịch hoan nghênh, ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty du lịch lữ hành Lửa Việt nhận định: có thể với một số quốc gia khác thì nó bình thường, nhưng mà với Việt Nam tôi cho rằng đó là một cái đột phá, một cái động thái mà của nhà nước thể hiện cái
cái quyết tâm là muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn cái ngành du lịch Việt Nam. Một số chuyên gia ngành du lịch trong nước đánh giá chính sách visa chính là nút nghẽn trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Mạng báo Kinh tế Đô thị dẫn lời bà Phạm Việt Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch tại tọa đàm Hiến kế hút khách du lịch quốc tế. Hồi tháng 3 năm 2023 nói rằng, việc nới lỏng chính sách thị thực sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tăng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ 5 đến 25% mỗi năm. Tuy nhiên, ông Mỹ nhận định, ngành du lịch Việt Nam xưa nay vẫn thua các nước khác, không chỉ do vấn đề thị thực mà còn phụ thuộc vào giá cả, chất lượng dịch vụ và môi trường sống. Ông nói tiếp. Cái sức hấp dẫn du lịch của các quốc gia nó nằm ở nhiều chỗ khác nữa. Thứ nhất là cái thái độ thân thiện. Một cái tiếp theo là gì? Và môi trường, trong đó có môi trường sống thì cũng có kẹt xe, ngập nước, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tiềm năng du lịch Việt Nam rất lớn. Ẩm thực Việt Nam là cực kỳ phong phú, nhưng mà chúng ta chưa biết tận dụng. Theo ông Mỹ, cần phải giải quyết đồng bộ tất cả các vấn đề trên thì ngành du lịch mới có thể tiến lên được. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm nay, top 3 quốc gia có số lượng khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất, bao gồm lần lượt là Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ. Du khách Mỹ vẫn theo thống kê đứng thứ 3 trong số các quốc gia chịu chi nhất khi đến Việt Nam với khoảng hơn 1.700 đô la Mỹ cho một đợt du lịch, chỉ sau du khách từ Philippines và Bỉ. Với thực tế trên, trưởng khoa du lịch học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tiến sĩ Phạm Hồng Long từng đề xuất phải mở rộng visa cho các nước có sức chi trả cao như châu Âu, Mỹ, châu Úc và New Zealand để ngành du lịch đạt cả mục tiêu tăng trưởng về lượng và chất. Trước đó, Hội đồng Tư vấn Du lịch cũng đã đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung thêm 20 nước châu Âu còn lại vào danh sách các nước được miễn thị thực và 5 nước khác bao gồm Mỹ, Úc, New Zealand, Canada và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, với việc ban hành Nghị quyết 128 sửa đổi Nghị quyết số 32 về việc miễn thị thực cho công dân một số nước hôm 15 tháng 8 mà không có Mỹ, khiến nhiều người quan sát tình hình chính trị cũng như giới chuyên gia du lịch ngạc nhiên, đặc biệt hơn nữa là trong giai đoạn Việt Nam và Hoa Kỳ đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và dự tính nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Nhìn nhận tiếp về vấn đề này, ông Mỹ cho rằng chuyện miễn visa cho các nước như Mỹ, Úc hay Canada sớm muộn gì cũng xảy ra. Vấn đề là cái chuyện thị thực từng quốc gia nó đều liên quan tới nhiều thứ khác nữa, ví dụ như vấn đề an ninh. Những cái vấn đề nhà nước có lý do để làm sao mà, tức là không có thể là không thể đúng làm cái gì, nó phải có cái từng bước. Chứ không thể là đúng một phát là mở cửa tùm lum ra ta ra. Nhà nước mà chậm hoặc là chưa mở cửa toàn bộ thì có lý do. Tôi tin chắc rằng là việc đó trước sau cũng sẽ tới, nhưng mà song song với cái việc đó cần phải ngành du lịch phải thay đổi nhiều thứ, phải nỗ lực nhiều thứ, phải làm mới sản phẩm. Cũng về vấn đề trên, cô Bùi Duyên, giảng viên ngành khoa học chính trị tại trường đại học Hawaii Pacific University nhận định, tuy hai nước Việt Nam và Mỹ còn có một chút khác biệt trong vấn đề nhân quyền, nhưng khả năng cao là hai bên sẽ nâng cấp mối quan hệ sắp tới. Về nguyên do Việt Nam không muốn miễn visa cho công dân đất nước cờ hoa, theo cô Duyên, vì có cộng đồng gốc Việt theo cờ vàng lớn. Tương tự như vậy, Úc, Canada cũng chưa được Việt Nam miễn visa, cô nói. Sau đại dịch, các nước Đông Nam Á đều muốn thu hút nhiều khách đến du lịch, nhưng Việt Nam lại chưa miễn visa cho Mỹ. Tôi nghĩ nguyên nhân là vì cộng đồng người Việt hải ngoại rất lớn. Nhà cầm quyền Việt Nam rất lo ngại khối người Việt tại Mỹ, hiện nay là cộng đồng lớn nhất ở hải ngoại, khoảng 2 triệu người, sẽ có những tác động đáng kể lên những chuyển đổi ở Việt Nam. Giới hạn visa là để kiểm soát an ninh, tránh những ảnh hưởng từ các lực lượng bên ngoài. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào các cái thông tin liên quan tới đại án Việt Á, đặc biệt liên quan tới ban lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Và nếu quý vị biết rằng từ đầu đại án Việt Á đã có những cái nghi vấn tại sao Bộ Công an chọn Hải Dương làm cái điểm nổ và bắt Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương là người đầu tiên. Và nếu quý vị biết rằng ông Vũ Đức Đàm là người quê ở Hải Dương, cựu bí thư Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, người tình của bà Nguyễn Thị Kim Ngân,
cũng là người Hải Dương. Những cái điều vừa kể để quý vị lưu ý rằng chắc chắn bà Nguyễn Thị Kim Ngân phải có chức vai trò trong đại án Việt Á. Tuy nhiên ở cái mức cao cấp như vậy chắc chắn người ta không dám sờ đến. Liên quan tới cái vụ việc ở bàn lãnh đạo Hải Dương trong đại án Việt Á, truyền thông nhà nước đưa tin cho biết trong kết luận điều tra của Bộ Công an đưa ra những cái thông tin về trách nhiệm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Theo giới quan sát và dư luận xã hội cho rằng sau hơn 7 tháng kể từ thời điểm ông Vũ Đức Đàm mất ghế Phó Thủ tướng, truyền thông Việt Nam mới đây đã đưa các thông tin ám chỉ rằng nguyên nhân ông Đàm mất chức vì trợ lý của ông Đàm, ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, một người đã bị Bộ Công an truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Được biết Nguyễn Văn Trịnh đã nhận từ công ty Việt Á một cái khoản tiền 200.000 đô la. Theo giới quan sát cho rằng bản tin của báo Thanh Niên chỉ ghi chung chung là Phó Thủ tướng, không nhắc tên cụ thể của ông Vũ Đức Đàm, là người lãnh đạo trực tiếp đối với Nguyễn Văn Trịnh trong vai trò thư ký. Theo đó, ông Vũ Đức Đàm cùng với Phạm Bình Minh là hai Phó Thủ tướng đột ngột bị miễn nhiệm hồi tháng Giêng mà không rõ nguyên nhân. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, là người hai lần trực tiếp đưa tận tay cho thư ký của Vũ Đức Đàm, ông Nguyễn Văn Trịnh 200.000 đô la, lần đầu vào ngày 16 tháng 8 năm 2020. Theo kết luận điều tra cho biết, Phan Quốc Việt đã yêu cầu thuộc cấp chuẩn bị một cái túi vải màu xanh, đựng 5 tới 10 hộp sâm. Sau đó ông Việt chủ động bỏ thêm vào túi 100.000 đô la. Chuẩn bị xong, Phan Quốc Việt ghé vào cái quán cà phê trên phố Vạn Phúc, quận Ba Đình. Sau đó gọi điện cho Nguyễn Văn Chính. Được biết ít phút sau ông Nguyễn Văn Chính đi bộ đến, hai người ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ về công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Sau đó Phan Quốc Việt đã đưa một cái túi quà đựng sâm cùng đô la cho ông Nguyễn Văn Chính và nói: em mới nhận được với ít thanh toán, em tranh thủ ghé thăm và cảm ơn anh. Theo kết luận điều tra cho biết, khi ông Việt trao cái túi, Việt cố ý hé mở túi để cho ông Trịnh nhìn thấy có hộp sâm và tiền. Lúc đó, ông Trịnh đã giả cách nói rằng: anh cảm ơn, sao cho anh nhiều thế? Sau đó, ông Trịnh cầm túi và đi bộ về nhà. Một cái lần thứ hai theo kết luận điều tra xảy ra vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. Khi đó, ông Trịnh chủ động hẹn gặp với Phan Quốc Việt để cập nhật tình hình công ty Việt Á phối hợp với tỉnh Hải Dương mở một cái đợt xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng và đại trà. Việt và ông Trịnh tiếp tục gặp nhau tại cái quán cà phê cũ. Sau đó Việt đưa một túi quà Tết, trong đó 100.000 đô. Ông Trịnh nhận và nói: cảm ơn tụi em, sau đó ra về. Theo báo Thanh Niên không cho biết liệu ông Nguyễn Văn Trịnh có chia lại khoản tiền 200.000 đô 200.000 đô cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm hay không. Song trường hợp của Vũ Đức Đàm khiến cho công luận liên tưởng tới cái vụ việc thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên là ông Phạm Trung Quyên, một cái người nhận tiền hối lộ lên tới 42,6 tỷ đồng, tương đương với 1,8 triệu đô la. Tuy nhiên do khắc phục hậu quả gần hết số tiền 42,6 tỷ đó là lý do Phạm Trung Quyên đã được giảm xuống án chung thân thay vì án tử hình liên quan tới cái vụ kết test Việt Á ở Hải Dương. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an cho biết, ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, đã trực tiếp nhận từ Phan Quốc Việt 27 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, Phạm Duy Tuyến đã thỏa thuận ăn chia 20-22% với Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt và trực tiếp Phạm Duy Tuyến nhận số tiền vừa kể. Cụ thể, sau khi sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương ông Phạm Xuân Thăng, Phan Quốc Việt đã thỏa thuận với Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương. Theo đó, công ty Việt Á sẽ chi 20-25% ngoài hợp đồng cho CDC Hải Dương
và đổi lại Phạm Duy Tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Á thông qua việc CDC Hải Dương chấp nhận Ngô Thành quyết toán tiền test xét nghiệm và các cái sinh phẩm vật tư y tế. Kết luận của cơ quan điều tra xác định CDC Hải Dương và công ty Việt Á đã thông đồng gian lận trong đấu thầu và điều đó đã giúp cho công ty Việt Á trúng thầu theo đơn giá mà doanh nghiệp này đưa ra. CDC Hải Dương sau đó đã thanh toán cho Việt Á một cái khoản tiền lên tới 148 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, và quyết định của CDC đã gây thiệt hại cho ngân sách 74 tỷ. Vẫn theo kết luận điều tra, sau các cái đợt thanh toán, Hàn Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới tính toán xác định số tiền phần trăm cụ thể để chi cho CDC Hải Dương tương đương với 27 tỷ đồng. Công ty Việt Á đã 3 lần chuyển tiền theo các số tài khoản do giám đốc CDC Phạm Duy Tuyến cung cấp. Lần đầu, Việt chỉ đạo bị can Vũ Đình Hiệp, phó giám đốc công ty Việt Á, liên hệ với Phạm Duy Tuyến để thống nhất hình thức chuyển tiền. Hai lần sau, đích thân Phan Quốc Việt và phó giám đốc Hiệp đến nhà Tuyến chơi và báo với Tuyến rằng đã nhận được tiền CDC Hải Dương và sẽ chuyển lại số tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Xuân Tuyến. Trong khi đó, liên quan tới ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Hải Dương, bị cáo buộc nhận 180.000 đô la Mỹ. Theo đó, Phạm Xuân Thăng đã nhận số tiền 150.000 đô và 600 triệu trong vụ đại án Việt Á. Theo báo Tiền Phong ngày 20 tháng 8 đưa tin, ông Thăng đang bị Bộ Công an quyết định đổi tội danh từ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang tội danh nhận hối lộ, tức là ở mức độ cao hơn. Theo kết luận điều tra, Phạm Xuân Thăng đã được Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, giới thiệu và đề nghị bảo kê cho công ty Việt Á trong việc bao thầu công tác xét nghiệm phòng chống đại dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương. Sau đó đã có các cái cuộc họp diễn ra vào năm 2021. Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh này ký hợp đồng với công ty Việt Á. Và cũng trong cái thời điểm đó, giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt đã đến phòng làm việc của Phạm Xuân Thăng đưa cho Bí thư Hải Dương số tiền vừa kể 180.000 đô la để Bí thư Hải Dương tạo điều kiện cho công ty Việt Á tiến hành xét nghiệm toàn bộ công nhân ở các khu công nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Được biết, Phạm Xuân Tuyến sau khi nhận một số tiền 27 tỷ từ Việt Á đã dùng một phần tiền từ số vừa kể chia lại cho Phạm Xuân Thăng, Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế, Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng của CDC Hải Dương cùng một số thuộc cấp khác. Khoản tiền còn lại được Tuyến chi tiêu cho cá nhân. Thậm chí, Tuyến hào phóng đưa cho một cái tay bảo vệ thân tín ở CDC Hải Dương 1 tỷ đồng với việc nhờ vả người bảo vệ đứng tên tài khoản ở ngân hàng. Được biết, sau khi Phạm Duy Tuyến bị bắt, vợ Phạm Duy Tuyến đã nộp lại 12,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Một cái điều đáng nói, theo giới phân tích, trước khi bị bắt vào tháng 9 năm 2022, Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng từng được truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn phát ngôn khi Thăng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và CDC Hải Dương cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc chỉ đạo, quản lý, giám sát, phòng ngừa công việc tham nhũng, nhất là trong công tác mua sắm, thanh quyết toán phục vụ đại dịch COVID-19. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã thừa với quý vị, đó là các cái quan chức lãnh đạo Việt Nam hiện nay thì chưa bị lộ thì họ vẫn đồng đàn diễn thuyết những lời lẽ về đạo đức, những cái chủ trương cách mạng. Và thưa quý vị, khi bị phát lộ thì rõ ràng họ là những cái kẻ thù của nhân dân, họ là những cái kẻ trực tiếp hút máu hút mủ của nhân dân thông qua việc tham nhũng ngân sách nhà nước. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu chuyện liên quan tới bà Nguyễn Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty AIC, một cái nhân vật được cho là đã lợi dụng mối quan hệ để thao túng việc đấu thầu các dự án bằng ngân sách nhà nước. Và như quý vị cần phải nhắc lại, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có một mối quan hệ
được cho là trên mức tình cảm đối với Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính. Và đó là một trong những lý do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị quyết tâm đưa bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam để xử tội. Có những cái quyết tâm cho biết đưa bà Nhàn về Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 8 được tổ chức vào trung tuần tháng 10 tới đây. Và như quý vị đã biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sau một thời gian ẩn náu ở Nhật Bản đã bay sang Anh Quốc ở với con gái. Sau đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đột ngột xuất hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức, một cái quốc gia mà trước đây đặc vụ Việt Nam đã bắt giữ Trịnh Xuân Thanh mang về. Tuy nhiên thưa quý vị, những cái thông tin của truyền thông Đức đưa ra cho biết chính phủ Đức đã đưa ra những cái cảnh báo cho rằng các cái quốc gia ngoại quốc đừng có bén mảng tới xâm phạm pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức. Cụ thể họ nói không phải là cái chuyện bắt giữ công dân của nước họ có thể làm cách bừa ẩu như vụ Trịnh Xuân Thanh. Được biết hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang nằm trong sự bảo vệ lớp ngoài cùng, đó là lực lượng an ninh và cảnh sát của Cộng hòa Liên bang Đức. Một cái lớp thứ hai là lực lượng của Tổng cục 2 tình báo quân đội hoạt động ở Cộng hòa Liên bang Đức. Và một cái lớp thứ ba đó là các cái vệ sĩ chuyên nghiệp trực tiếp bảo vệ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/24 giờ. Liên quan tới cái quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Công an trong việc dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam chịu tội, Tổng cục tình báo quân đội nói gì là một chủ đề chắc chắn nhiều người quan tâm. Nhưng quý vị đã biết mới đây lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã đề cập tới một cái quyết tâm đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam để xử lý, dù rằng trước đó cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thanh Nhàn đã bị xét xử vắng mặt với một cái bản án 30 năm tù. Theo đó là một cơ sở quan trọng để có thể dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam, bởi khi không có những bản án trước thì các nước sẽ không hợp tác, mà có bản án thì chắc chắn các cái quốc gia sẽ đồng tình không dung tha cho tội phạm. Những cái điều vừa kể hẳn quý vị còn nhớ, đó là phát biểu của trưởng ban nội chính Trung ương ông Nguyễn Văn Nên khi cho rằng khi các quan chức Việt Nam tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài thì họ mới chỉ là cái đối tượng truy nã và chưa có những cái bản án. Và điều đó rất khó khăn trong cái việc hợp tác quốc tế, nhưng nếu có bản án xử vắng mặt thì hiệu lực pháp luật, nhất là đối với các cái tội phạm liên quan tới tham nhũng kinh tế, sẽ được các nước hợp tác với những cái quốc gia Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp. Theo Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Liên, Việt Nam sẽ thực hiện một nguyên tắc có đi có lại, mà lúc này không phải chỉ lực lượng điều tra của Bộ Công an, mà lực lượng các cái cơ quan chức năng Việt Nam ở nước ngoài như Đại sứ quán Bộ Ngoại giao đều có thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ vừa kể. Và như quý vị đã biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC hiện nay đang ẩn náu ở một cái thành phố lớn của Cộng hòa Liên bang Đức. Theo đó, phía Việt Nam đã gửi các văn bản đề nghị dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng được biết Sở Tư pháp Liên bang Cộng hòa Liên bang Đức đã bác bỏ đề nghị vừa kể với lý do kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017, tất cả những yêu cầu dẫn độ từ Đức về Việt Nam đều bị Đức từ chối. Đồng thời mới nhất, Bộ Ngoại giao Đức được cho là đã đưa ra những cái cảnh báo Việt Nam trong những cái hành động bất hợp pháp tiếp theo. Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức khẳng định chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức sẽ không dung thứ cho bất kỳ một cái sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức liên quan tới cái việc dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Theo Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp, thừa nhận rằng Việt Nam sẽ gặp những cái khó khăn nhất định nếu bà Nhàn đang định cư ở Đức. Theo đó, để dẫn độ tội phạm đang trốn tránh ở nước ngoài về Việt Nam xử lý, trước hết quốc gia đó phải ký kết một cái hiệp định tương trợ tư pháp với một quốc gia đề nghị dẫn độ. Trong trường hợp chưa ký kết thì có thể theo cái điều ước đa phương về dẫn độ tội phạm mà hai quốc gia cùng tham gia với tư cách thành viên.
quốc gia này muốn dẫn độ tội phạm đang trốn ở quốc gia kia về xử lý thì phải theo cái điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên. Và quá trình đàm phán về vấn đề dẫn độ, theo Thiếu tướng Trần Thế Quân, nó là một cái câu chuyện không dễ dàng, thậm chí cũng hết sức phức tạp lâu dài. Trong trường hợp đó có thể vận dụng trong các mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trên cơ sở thương lượng. Dĩ nhiên sẽ rất khó khăn, mất nhiều thời gian, bởi trên thực tế rất nhiều các quốc gia không dẫn được tội phạm từ Đức về Việt Nam. Vẫn theo Thiếu tướng Trần Thế Quân nhận định cho rằng, trong thực tiễn khi chưa có hiệp định dẫn độ ở sạn song phương giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, thì Việt Nam có thể thực hiện việc dẫn độ theo nguyên tắc trao đổi có đi có lại giữa Việt Nam và Đức. Ví dụ nước bạn đề nghị ta dẫn độ một cái tội phạm nào đó đang trốn ở Việt Nam, thì chúng ta ngược lại sẽ giúp họ, nay chúng ta đề nghị và nước bạn sẽ giúp lại. Trong khi đó, một cái luật sư ở đoàn luật sư thành phố cho chúng tôi biết rằng, căn cứ để Phó trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Văn Liên mạnh miệng tuyên bố với báo chí rằng Việt Nam có nhiều tiến bộ trong việc đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước để tuyên án bà Nhàn về tội danh tham nhũng. Theo đó, theo Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng năm 2003 mà Việt Nam phê chuẩn năm 2009, thì lực lượng cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đưa quyền bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ của Việt Nam, và việc dẫn độ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, đặt trong một cái khuôn khổ của Công ước Liên Hợp Quốc về việc hợp tác chống tham nhũng. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, những nhận định của những người có trách nhiệm, đặc biệt trong lực lượng Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2, chắc chắn cho chúng ta thấy việc dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam là một câu chuyện, là một cái miếng gần gà khó nuốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng rất cay khổ vì những tuyên bố của Tổng Bí thư trước Hội nghị Trung ương 7 khi hứa với cử tri Việt Nam rằng bà con cứ chờ đấy, có trốn cũng không trốn được, chúng tôi sẽ đưa về để xử lý. Và rõ ràng, cho tới thời điểm hiện nay, không quá vội khi chúng ta nói rằng vụ việc dẫn độ đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam là một sự bế tắc mang tính hệ thống. Thưa quý vị, nhân vụ việc của tử tù Nguyễn Văn Trường, Dương Tự Trọng, tá phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng là một nhân vật có nhiều liên quan. Không hiểu, vô tình hay hiểu ý, một tiểu thuyết Bát Phố Hải Phòng của nhà văn Nguyễn Bảo Trinh được công bố trong thời gian gần đây. Qua đó, người ta đã nhìn thấy những cái góc khuất kinh tởm của cá nhân đại tá công an Hải Phòng Dương Tự Trọng. Tuy nhiên, qua những cái câu chuyện mô tả trong tiểu thuyết Bát Phố Hải Phòng, nó không chỉ là một cái câu chuyện riêng của một cá nhân, mà nó trở thành một cái vấn đề vấn nạn của ngành công an, đặc biệt đó là những điều mà tác giả Dương Bảo Sinh Nguyễn Bảo Sinh đưa ra mà xã hội hết sức quan tâm. Đó là trong câu chuyện theo mô tả của tác giả Nguyễn Bảo Sinh cho thấy các nữ sinh viên trường nhạc Hải Phòng được cấp trên điều đến để tiếp khách, và những cái điều vừa kể quý vị có thể liên tưởng tới việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục trước đây ông Phùng Xuân Nhạ đã từng cấm sinh viên bán dâm không được quá 3 lần, lần thứ 4 là đuổi. Những cái câu chuyện liên quan tới các sĩ quan công an ăn chơi đàn điếm, thậm chí sa đọa, nó phản ánh một cái tình trạng lực lượng công an hiện nay. Như quý vị đã biết, gần đây liên tiếp có những sự việc nổi lên. Đó là câu chuyện liên quan tới và sĩ quan cảnh sát ở huyện Mỹ Đức bắn rơi của nhân dân, rồi mới nhất một thượng úy công an của công an tỉnh Vĩnh Phúc tham gia bắt cóc trẻ em để tống tiền 15 tỷ. Những cái sự kiện vừa kể nó phản ánh thực chất đạo đức của ngành công an đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Và thưa quý vị, nhà báo Trần Đại Phong có một cái bài viết với tựa đề góc khuất kinh tởm của đại tá Dương Tự Trọng. Mở đầu tác giả trích tiểu thuyết Bát Phố Hải Phòng của Nguyễn Bảo Trinh cho hay,
Trương Tử Trọng học Bách Khoa, người vương vớt đầy cơ bắp rán rớp của một võ tướng, trông phảng phất như lãm bố, nhưng không ai ngờ rằng Dương Tử Trọng lại rất thích làm thơ, yêu quý anh em văn nghị sĩ và những cái buổi giao lưu kẻ sĩ Hải Phòng này. Rất quý trọng, Dương Tử Trọng nên đến đầy đủ. Và có lần Trọng tiếp đãi anh em văn nghệ sĩ say sưa từ sáng tới tối, trong đó có Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Huy Thiệp thấy mệt mỏi quá, không chịu được đã nói một cái câu thẳng thắn, chân thực, đáng yêu, làm cho tất cả cái đám văn sĩ thực sự sốc. Nguyễn Huy Thiệp nói, anh Trọng ơi, tôi đi từ Hà Nội lại ngồi giao lưu suốt ngày, xin phép anh ra Đồ Sơn hát karaoke thư giãn, sáng mai mới đủ sức giao lưu tiếp. Lúc đó Dương Tử Trọng bảo karaoke Hải Phòng là hàng chợ, hàng xịn, phải có ngay ở trung tâm thành phố. Thế là Trọng chiều Thiệp và bác Phố, tức nhà văn Nguyễn Bảo Trình, điều hành một chiếc xe ô tô và hai cảnh sát bảo vệ, tùng rình đưa đi hát karaoke. Nguyễn Huy Thiệp hốt hoảng và nói, anh Trọng, anh cứ để chúng tôi tự đi, Nguyễn Quân Anh không bắt phạt hành chính là phúc người đời rồi. Trọng nghiêm mặt bảo Nguyễn Huy Thiệp, bác không hiểu cái đình gì cả. Nếu bác tự đi hát karaoke bị bắt là một lẽ, nếu biết tôi sẽ cứu, nhưng này là khách của Dương Tử Trọng. Bác đi hát karaoke bị công an bắt thì thằng Trọng này còn mặt mũi nào và sống ở đất cảng này nữa. Lúc đó tôi im mặt bén lén, và thế là lần đầu tiên trong đời, và có lẽ cũng làm cái lần cuối cùng tôi đi hát karaoke trên xe cảnh sát, có công an mang súng ngồi bảo vệ. Thưa quý vị, những cái điều quý vị vừa nghe đó là một đoạn trong tác phẩm Bác Phố Hải Phòng lần thứ nhất của nhà văn Nguyễn Bảo Sinh. Ngoài ra, tác giả đề cập tới cái câu chuyện nữ sinh viên trường nhạc được cấp trên điều đến để tiếp khách. Tác giả viết tiếp, đọc đến đây chắc quý vị đã biết Dương Tử Trọng là ai. Dương Tử Trọng chính là cựu đại tá phó giám đốc công an Hải Phòng, cựu phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an, là người đã dùng quyền lực của mình để tổ chức cho anh trai Trọng là Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, vì Na Lai bỏ trốn ra nước ngoài. Ông Dương Chí Dũng bị buộc tội tham và cố ý làm trái các cái quy định của nhà nước, gây ra những thiệt hại hàng trăm tỷ. Vào thời điểm năm 2012, Dương Tử Trọng đã sử dụng 3 sĩ quan, cán bộ, công an dưới quyền cùng 2 người khác để tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng bỏ trốn sang Campuchia, rồi sau đó qua Singapore bay tiếp sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên Dương Chí Dũng đã bị truy nã quốc tế nên không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, vì thế Dương Chí Dũng phải quay lại Campuchia. Sau lần trốn ở Campuchia 4 tháng, Dương Chí Dũng bị công an Việt Nam phối hợp với công an Campuchia bắt giữ. Năm 2014, Dương Chí Dũng đã bị tuyên một cái bản án tử hình và buộc bồi thường 110 tỷ. Và nhiều quý vị đã biết Dương Chí Dũng bị tuyên một cái bản án tử hình, cho tới nay không có tin tức. Có những tin cho rằng Dương Chí Dũng vẫn sống thành thời trong trại giam của Bộ Công an. Tác giả Trần Đạp Hồng viết tiếp, tuy nhiên tài sản bị kê biên để đảm bảo thi hành án của Dương Chí Dũng thì chỉ có một nửa giá trị căn nhà chung của hai vợ chồng Dũng, trong đó có một cái căn chung cư cao cấp trừ 1/8 giá trị khoản đóng góp của người tình, cộng với một cái căn chung cư khác. Theo cơ quan thi hành án, ngoài số tài sản này Dương Chí Dũng không còn bất kỳ một cái tài sản nào. Do vậy, cơ quan thi hành án đã xác định việc Dương Chí Dũng chưa có điều kiện thi hành án với cái khoản tiền còn lại là 88 tỷ. Liên quan tới Dương Tử Trọng, tác giả viết, Trọng bị bắt cùng năm với anh trai Dương Chí Dũng vì cái tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trọng lĩnh một cái bản án 18 năm tù, sau đó được tòa phúc thẩm giảm 2 năm, còn 16 năm. Vào cái thời điểm nhà văn Nguyễn Bảo Sinh kể chuyện, đi cùng với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, lúc đó Dương Tử Trọng là phó giám đốc công an thành phố và đang chuẩn bị lên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Trong câu chuyện Bát Phố Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Bảo Sinh viết tiếp về cái câu chuyện đi karaoke. Theo đó tôi và Nguyễn Huy Thiệp mỗi người được một phòng hát riêng, tiếp viên là sinh viên trường nhạc đẹp như cô tiên, nhưng mặt các em lạnh như kèm. Tôi ngồi gần trông thấy cột thứ ngày, cô Tiền ngồi cạnh tôi hoàn toàn vô cảm,
Làm gì có cái mốc số của cô thì làm. Còn từ số thì cô say sưa bấm điện thoại, nhắn tin và nghe nhạc. Mới lời bài hát, bướm làm tình, tay nhắn tin, đó là phong cách tuổi tin bây giờ. Tôi nhìn cô tiên vô duyên quá, đành bảo cô thôi và xin mời cô về cho sớm trợ. Vì tôi có hơi tiếc rẻ vì cô gái trẻ đẹp quá, cô tiên cũng lẽ hơi tiếc và ân hận. Cô bảo tôi, em và bạn do cấp trên điều đi, chứ em không phải là tiếp viên của nhà hàng. Cô tiên nói với tác giả, bạn cô bác già như bác không, tôi bảo cũng phải vậy thôi. Cô tiên thở dài, não ngột và than, khổ cho con nhím bạn em quá. Ôi, một cái nữ sinh chiều nhạc mà được cấp trên điều đi làm chỗ dựa tay, làm nệm thịt, làm gái bán dâm cho hai ông già nhà văn, nhà thơ già lũ vụ. Cấp trên là ai mà quyền lực đến như thế, đến nỗi cô gái lạnh lẽo khổ sở, đến nỗi thở dài não ngột, còn mặt thì lạnh như kem, còn tay thì say sưa bấm điện thoại nhắn tin, nhưng vẫn phải để cho mặc mẫu số, tức phần dưới cho ông già phần vỏ. Cuộc bàn pháp cái công cụ làm tình chờ khóc vô duyên, mang đến cho người đọc có cảm giác cô gái sinh viên trường nhạc để cho ông nhà thơ làm tình giống như cho chó ăn. Nhưng hai cô vẫn phải rằm rép tuần lệnh của ban giám hiệu. Cấp trên là ai thì đọc đến đây theo tác giả ai cũng hiểu là ai rồi. Nhưng cũng phải nghi ngờ một chút, nhớ đâu hai cô gái chỉ xưng là sinh viên trường nhạc, chứ thực ra cô ta là gái bán dâm chuyên nghiệp thì sao? Nghi ngờ này sẽ thiếu cơ sở, bởi lẽ gái bán dâm thì chiều khách ngay chứ không lạnh nhạt hờ hững như vậy. Nhất là các cái vị khách được xếp vào hạng đặc biệt VIP, được đại tá công an thành phố Hải Phòng bố trí tiếp đãi, như nhà văn Bảo Sinh kể tiếp trong phần dưới đây. Tác giả Bảo Sinh viết, tôi vội vàng mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, hé cửa ra nhìn hành lang không một bóng người. Sau này tôi mới hiểu được rằng quán được lệnh đảm bảo an toàn cho những cái nhân vật VIP đã đóng cửa, dứt khoát không tiếp ai, các nhân viên cũng không được bén mảng đến. Hai đồng chí công an bảo vệ ngồi khác ở phòng lễ tân. Tác giả viết tiếp, tôi và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp xuống quầy lễ tân thanh toán tiền hát. Bà chủ giật phát mình và lắc đầu quầy quậy, bác chồng đã giao cho chúng em vinh dự lắm rồi. Tôi và Thiệp cuối này nghỉ trả tiền, tại vì không muốn ăn không của ai. Xong bà chủ mặt tái xanh sợ hãi nói, nếu em lấy tiền của các bác thì chúng em chỉ còn bán sớm mà đi. Hai bác thương em để cho con em bát cơm rau, các bác cứ vui vẻ về nói với bác Trọng là em đội ơn các bác lắm lắm rồi. Nhà văn Bảo Sinh kể trong cái lần giao lưu khác với giới văn nghệ sĩ, đại tá Trọng đã phân công một cô sinh viên trường múa xinh như mộng ngồi cạnh tôi và bảo rằng tôi phải có trách nhiệm tối nay phải ngủ lại với nó ở Hải Phòng. Những điều vừa kể để cho thấy oai hùng của Trương Tử Trọng, chơi như anh sẽ chơi cho lại. Trong cái phần bát phố Hải Phòng lần 2, nhà văn Bảo Sinh vẫn kể về một cái cuộc Dương Tự Trọng tiếp đãi các nhà thơ, nhà văn, các cái ca sĩ, nhạc sĩ ở Hải Phòng. Nhưng nhân vật chính lần này hiện hiện một cách rõ nét không phải là Dương Tự Trọng, mà chính ông ta, tác giả Nguyễn Bảo Sinh. Nguyễn Bảo Sinh nói, lần này Trọng giao cho Đình Quân lấy ô tô đưa đón tôi đi một mình, không cùng đi cùng Nguyễn Huy Thiệp. Đình Quân là họa sĩ ở Hải Phòng lập nghiệp tại Hà Nội. Hướng tới Hải Phòng, tôi và Đình Quân lại đến khách sạn Maxim. Khách sạn Maxim là nơi đàn em Năm Cam, đó là Dung Hà, cũng thường tụ tập tại đây. Trong cái lần giao lưu, tác giả Bảo Sinh cho biết Dương Tự Trọng chỉ ngồi uống rượu, ngồi nghe. Lần này Dương Tự Trọng đứng lên tự trình diễn một cái bài thơ về Hoàng Sa, Trường Sa. Trọng trình bày một cách say đắm, các cái nét khắc khổ trên khuôn mặt của Dương Tự Trọng tan biến hết. Mọi người nhìn thấy nó như một cái cơn mưa hoa phơi phới bày. Đọc xong thơ, Dương Tự Trọng chỉ đích danh cá nhân tôi, tức nhà văn Bảo Sinh, phát biểu cảm tưởng. Lúc đó tôi hơi bí và sợ nói thật mất lòng. Tôi rất quý cách chơi chọn thơ của Dương Tự Trọng. Còn giá trị thơ của Trọng cũng giống như hàng vạn các cái bài thơ khác. Song theo phép lịch sự, tôi phải gượng gạo khen đứt lưỡi, giả vờ yêu cầu Trọng đọc lại. Tôi rút bút bì ghi ghi chép chép, vờ nhăn chán nhíu mày như cái bài thơ của Trọng, đã mở ra một cái chân trời mới,
khiến cho lòng tác giả thấy rào rạt, mình mông sóng xô khuyển khơi xa. Tôi tức nhà văn Bảo Sinh đứng dậy vỗ tay đồng đột lẻ tẻ, có một vài tiếng vỗ tay theo rời rạc. Theo tác giả Trần Đại Phong, cái tên nhà văn nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh dân gian nhiều người biết. Nguyễn Bảo Sinh nổi tiếng hai việc, thứ nhất là làm thơ lục bát, toàn triết lý đời thường nhưng không thoát tục. Thơ của Nguyễn Bảo Sinh bỗ bá, thẳng tuột như cánh xích lô xèo vỗ vai nhau bên chén rượu gạo. Nét độc đáo và nhiều sự hài hước một cách tự nhiên đó khiến cho thơ của Nguyễn Bảo Sinh trở thành cái tên độc đáo. Một cái vấn đề thứ hai, làm khách sạn cho chó mèo. Thời điểm năm 2000, có rất nhiều người còn khó khăn, nên chuyện có người thì kinh doanh bằng cách làm khách sạn hạng sang cho chó mèo, rồi an táng làm bia mộ cho chó mèo, làm cái câu chuyện rất sốc. Nhưng Nguyễn Bảo Sinh đã thành công vì bắt đúng cái nhu cầu của không ít kẻ yêu thương quyến luyến với chó mèo cưng của mình, xem chó mèo như người thân, đồng thời có tiền gửi cho nó vào khách sạn chăm sóc khi đi vắng. Và đến bây giờ Nguyễn Bảo Sinh đã tiến tới xây hẳn một cái chùa trên đất nhà ở Hà Nội để khép kín một cái chuỗi dịch vụ dành cho chó và mèo. Chùa có cái tên rất lạ, Tề Đồng Vật Ngã, nghĩa là người và vật bình đẳng như nhau. Được biết nhà văn nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh sinh năm 1940, năm nay đã 83 tuổi. Dương Tử Trọng bị bắt giam vào năm 2014, cách đây 9 năm. Tức là khi đó Sinh gặp Dương Tử Trọng, ông đỡ ở tuổi trên dưới 70. Ở cái tuổi ấy và là một cái người có dòng máu văn nghệ, làm thơ viết văn, Nguyễn Bảo Sinh cư xử một cách hèn hạ, quỵ lụy, nịnh bợ, giả dối như chính ông kể trong câu chuyện Bát Phố Hải Phòng. Ngượng gạo, khen đứt lưỡi, giả vờ yêu cầu Dương Tử Trọng đọc lại bài thơ, rồi rút bút bì gà kỳ ghi chép chép. Xong rồi đứng dậy vỗ tay đồng đội. Chưa hết, trong Bát Phố Hải Phòng đã mô tả một cái biệt thự xây theo kiểu Pháp đẹp hoành tráng, uy nghiêm và tế nhị của Dương Tử Trọng. Tác giả Bảo Sinh viết khu biệt thự của Dương Tử Trọng cách cầu rào khoảng 2 cây số. Biệt thự này xây theo kiểu Pháp đẹp một cách hoành tráng, uy nghiêm tế nhị theo kiểu nhà hát lớn, với những cái hoa văn đường nét cầu kỳ, kiêu sa duyên dáng. Sau bữa tiệc giao lưu khoảng 20 người, Dương Tử Trọng phong bì cho mỗi người 3 triệu đồng. Khi về đến Hà Nội, theo tác giả Nguyễn Bảo Sinh, tôi mới hay tin Dương Tử Trọng bị bắt vì tội bố trí cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Hôm sau báo chí nhà nước đồng loạt đăng tin. Sau khi bị kết án, Dương Tử Trọng bị giam tại Tam Đảo. Nghe nói anh em văn nghệ sĩ Hà Nội vào thăm nơi Trọng ở rất đầy đủ tiện nghi, tất cả đều do Dương Tử Trọng bỏ tiền túi ra xây, với điều kiện mãn hạn tù sẽ bị xung công. Dù là phạm nhân trong tù, Trọng vẫn râu hùm ham mén. Dương Tử Trọng vẫn râu hùm ham mén ngày ngày như ngày xưa. Theo tác giả Trần Đại Phong, trước tòa Dương Tử Trọng từng khai trong những ngày ông Dương Chí Dũng lẩn trốn, Trọng đã 2 lần chuyển tiền cho Dương Chí Dũng tổng cộng 34.000 đô la. Tác giả Trần Đại Phong đặt một cái câu hỏi, đó là Dương Tử Trọng kinh doanh buôn bán gì mà giàu thế, xài tiền dễ thế, oai oách đến nỗi xây được cả một cái biệt thự đầy đủ tiện nghi trong tù ở Tam Đảo. Xin thưa, câu hỏi này tiếp tục về thuộc loại ai cũng biết, vì Dương Tử Trọng là phó giám đốc công an Hải Phòng, chuẩn bị lên giám đốc, làm cái chức vụ không hề tầm thường. Hải Phòng, miền đất cảng, mảnh đất của kinh doanh, giao thương hàng hải, với những triệu phú đô la xây các tòa lâu đài to lớn nghĩa nghẹn, nổi tiếng Việt Nam. Tiền của Dương Tử Trọng ở đâu ư? Như có các vị quan chức đã nói, tiền trong dân chứ tiền ở đâu, tiền trong dân còn nhiều lắm, nhân dân trở thành cái mỏ để cho chúng nó đào. Thưa quý vị, liên quan tới cái câu chuyện mà nhà văn nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh mô tả, cấp trên điều sinh viên trường nhạc đi tiếp khách ở quán karaoke ôm, thầy giáo Chu Mộng Long đưa ra những cái bình luận cho rằng có những cái bạn trong ngành giáo dục hỏi tôi, cấp trên nào ban giám hiệu trường nhạc hay chính phó giám đốc công an Hải Phòng Dương Tử Trọng trực tiếp điều sinh viên đi tiếp khách? Tra cứu thành phố cảng Hải Phòng thì hình như Hải Phòng chỉ có một trường trung cấp văn hóa
nghệ thuật du lịch Hải Phòng, mà hiển nhiên trường này có đào tạo sinh viên âm nhạc. Theo thầy giáo chủ nhiệm Long, tôi tin rằng Dương Tử Trọng không ngu đứng ra điều động trực tiếp sinh viên, mà chắc chắn phải thông qua ban giám hiệu nhà trường. Mà nếu thế thì có thể ban giám hiệu trường này ở trong cái thế kẹt, nếu không chịu điều động sinh viên đi tiếp nhà văn nhóm thì xem chừng quân xã hội đen nó sẽ không tha. Hiệu trưởng muốn hay không, tự thân nhà trường đã thành một cái nhà chứa hay nơi môi giới mại dâm, mà biết đâu ở đó có những loại mã giám sinh thích đi mua gái theo lệnh của tú bà. Mà điều đó cũng giống như báo chí nhà nước từng đăng một cái câu chuyện hiệu trưởng trường ở Hà Tĩnh, Đắk Nông điều động nữ giáo viên mầm non đi hầu rượu toàn suốt đêm. Khi ấy, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ bằng đàn trả lời Quốc hội rằng vui vẻ tí thôi mà. Đó là chưa kể tới câu chuyện Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn ra một cái công văn quy định sinh viên chỉ được bán dâm không quá 3 lần để giữ trinh tiết. Theo thầy giáo chủ nhiệm Long, bạn đọc hả hê với những sự thật của Hải Phòng được phơi bày trong tác phẩm Bát Phố Hải Phòng như phim Bến Thượng Hải. Chứ bản thân tôi, một thầy giáo, tôi cảm thấy cay mắt khi sinh viên ở đâu cũng là học trò, mà tôi là thầy giáo. Ô nhục thầy cho nền giáo dục Việt Nam. Giáo dục có dạy môn văn tích hợp, toàn đạo đức mà học trò phải đi làm gái bao cho nhà văn. Khốn nạn hơn kiều trong truyện kiều. Những cái thằng khốn nạn mang danh giáo sư tiến sĩ đứng lèo lẻo cái mồm tố cáo chế độ phong kiến, buôn bán thịt người, mà cất tiếng kêu thương cho nhân vật nàng kiều, nghĩ gì? Nhà văn Bảo Sinh thực sự là một cây bút có tài. Chỉ với một cái bài viết, ông đã lôi ra một cái bộ mặt thật của các cái thủ lĩnh cơ quan điều tra công an Hải Phòng. Điều mà dư luận và cả trả báo chí Việt Nam một thời từng ca ngợi như một người em chí khí tình nghĩa, một cái bậc quân tử lẫm liệt phảng phất phong thái giang hồ nghĩa hiệp. Xong, Bát Phố Hải Phòng cũng một lần được một cái bộ mặt hèn hạ, hèn mọn bỡ đỡ trục lợi của một số danh tài trong làng văn nghệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo chúng tôi được biết, người ta nói đó là cái chuyện bình thường như cân đường hộp sữa trong ngành công an. Mà ngành công an nó có một cái thú tiêu khiển, đó là sử dụng con gái nhà lành làm tay vịn, thậm chí làm nếp ngủ. Hy vọng bài nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị nhìn thấy cái bộ mặt thật của lực lượng công an nhân dân, mà người ta quên lời dạy của ông Hồ Chí Minh: công an nhân dân vì nước, quần thần vì dân phục vụ. Mà tất cả bây giờ công an nhân dân chỉ vì tiền, với những cái lẽ sống sung sướng cho cá nhân mà thôi. Thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, truyền thông quốc tế đưa tin cho hay Hà Lan sẽ viện trợ 42 máy bay F-16. Trong khi đó, Đan Mạch cũng đưa ra cam kết cung cấp một số lượng máy bay F-16. Theo đó, tổng số có thể lên tới hàng trăm. Theo giới phân tích cho rằng với một cái lực lượng không quân mạnh mẽ như vậy, thì Ukraine sẽ làm chủ bầu trời và sẽ khiến cho quân đội Nga chắc chắn phải thua rất nhanh, không cần phải đánh chung kích cầm chừng như hiện nay. Bên cạnh đó, những cái tin tức quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng các máy bay không người lái tấn công vào các cái khu vực trên lãnh thổ Nga đã khiến cho giới chức Điện Kremlin, đặc biệt Tổng thống Nga, hết sức đau đầu. Một cái thông tin đầu tiên chúng tôi nói với quý vị đó là câu chuyện tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết họ đã mất liên lạc với một cái tàu vũ trụ ngay sau khi xảy ra một sự cố hút thì phi thuyền này được đưa vào quỹ đạo trước khi hạ cánh vào ngày thứ Bảy. Tập đoàn vũ trụ của Nga Roscosmos trong thông báo cho biết thiết bị di chuyển vào quỹ đạo không thể đoán trước và nó không còn tồn tại do va chạm với bề mặt của mặt trăng. Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng trong cái chuyến thử nghiệm phi thuyền của Nga dự định đáp xuống mặt trăng đã bị vỡ ra từng mảnh khi nó lao xuống mặt trăng chứ không phải đáp xuống như tính toán. Như quý vị đã biết, Nga thừa hưởng một cái thành quả của khoa học vũ trụ từ Liên Xô. Liên Xô là quốc gia đầu tiên đưa người lên vũ trụ.
do họ bắt được các cái khoa học gia về tên lửa của Cộng hòa Liên bang Đức trước đây. Và bây giờ, trình độ công nghệ của nước Nga liên quan tới vấn đề vũ trụ thua cả Trung Quốc. Những cái thất bại vừa kể trong sứ mệnh uy tín nhấn mạnh sự suy giảm sức mạnh vũ trụ của Liên bang Nga đã mất đi. Và một cái thời kỳ huy hoàng của cuộc cạnh tranh trong chiến tranh lạnh, thì Moscow đã phóng lên vệ tinh đầu tiên của trái đất, đó là vệ tinh Sputnik 1 vào năm 1957. Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên phóng vệ tinh lên quỹ đạo trái đất du hành vũ trụ vào năm 1961. Thưa quý vị, những cái thông tin vừa kể nhấn mạnh để quý vị thấy rằng khoa học kỹ thuật của Liên Xô cũ sau khi chuyển giao lại cho nước Nga kể từ năm 1991, đặc biệt dưới thời cầm quyền của Tổng thống Nga Putin, đã sa sút một cách nghiêm trọng. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào các tin tức liên quan tới cuộc chiến trên chiến trường Ukraine. Và đến lúc này, hình ảnh đầu tiên về cái vụ tấn công phi trường Sonsi nằm sâu trong lãnh thổ Nga ước chừng 7 cây số, những cái hình ảnh cho thấy một máy bay Tu-22M3 đã bị thiêu rụi và một chiếc khác hư hại nặng. Và như quý vị đã biết, Tu-22M3 là một loại phi cơ ném bom chiến lược của Nga. Loại phi cơ này đã nhiều lần tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng hỏa tiễn. Trở về tình hình trên chiến trường, thưa quý vị, một cái thông tin về mặt trận Kupian ở miền Đông Bắc, khu vực Kharkov đã cho thấy quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực gần Kupian vào ngày 19 tháng 8, nhưng không đạt được bất kỳ một cái bước tiến nào được xác nhận. Theo người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine và nhóm lực lượng miền Đông, Đại tá Serhii Cherevati cho rằng các lực lượng Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công ở thị trấn Sinkivka, cách Kupian 8 cây số về phía đông bắc, và thị trấn Ivanivka, cách Kupian 20 cây số về phía đông nam. Trong khi đó, các nguồn tin của quân đội Nga tuyên bố rằng lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Sinkivka. Tuy nhiên, cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng quân đội Nga tiếp tục tấn công thăm dò các cái địa điểm ở khu vực Kupian, nhưng chưa đạt được những bước tiến đáng kể nào. Trong khi đó, Jaroslav Zakikin, đại diện cho lực lượng miền Tây của quân đội Nga, tuyên bố rằng các cái phần tử của quân đoàn vũ trang Liên Hợp số 6 của Nga trực thuộc quân khu miền Tây tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Vysana, cách Kupian 15 cây số về phía đông bắc. Đồng thời, các nguồn tin Nga cho rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành các chiến dịch tấn công gần Kupian vào ngày 19 tháng 8 nhưng không tiến lên được. Đồng thời, các nguồn tin bao gồm cả Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những cái tuyên bố cho rằng nhóm lực lượng phía tây của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công và tổ chức phản công ở Sivinkivka, Vinsana và đường Mankivka, cách Kupian khoảng 15 cây số về phía đông. Những điều vừa kể rõ ràng quý vị nhận thấy có những sự mâu thuẫn giữa thông tin của Bộ Quốc phòng và giới blogger quân sự Nga, trong khi blogger quân sự Nga nói rằng quân đội Nga tấn công ở Sinkivka, thì Bộ Quốc phòng lại nói rằng Ukraine tấn công. Những điều vừa kể để cho thấy những sự dối trá của truyền thông Nga. Được biết, hiện nay quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công dọc theo tuyến Svatov-Kremina trong ngày 19 tháng 8, được cho là đang tiến lên. Thậm chí có những blog người Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đang tiến với cái tốc độ từ 1 tới 1,5 cây số mỗi ngày theo hướng Osk, còn cách Kremina ước chừng 57 cây số về phía đông bắc. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Luhan của Ukraine, ông Artem Lysohor, báo cáo rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cái cuộc tấn công của quân Nga vào thị trấn Bilohorivka ở khu vực 12 cây số về phía tây nam của thành phố Kremina. Các nguồn tin quân sự của Nga cho rằng
các cái lực lượng Ukraine hiện nay đang tiến hành các cái chiến dịch tấn công theo trục Svatov-Krimina nhưng không tiến lên được. Đồng thời, người phát ngôn của nhóm lực lượng trung ương quân đội Nga, Đại tá Alexander Savchuk, tuyên bố rằng quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng thiết giáp của quân đội Ukraine ở khu vực Toski, ở vị trí 15 cây số về phía tây của Crimea và khu vực rừng Soberiansky. Theo đó, trên mặt trận Zavidni-Bazhania, mọi nỗ lực của quân đội Nga nhằm giành lại vùng đất ở phía đông thị trấn này đều bị đẩy lùi. Quân đội Ukraine đã tiến tới vùng ngoại ô phía bắc của Zavidni-Bazhania và lực của pháo binh hạng nặng của Ukraine đã kiểm soát thị trấn này. Theo giới phân tích, quân đội Nga khó có thể giữ được vị trí vừa kể. Trong khi đó, cơ quan tình báo Anh đưa ra những thông tin cho biết Tổng thống Nga Putin đang căng thẳng vì một cái tình trạng máy bay không người lái của Ukraine liên tiếp tấn công lãnh thổ Liên bang Nga. Trong cái báo cáo của cơ quan tình báo Anh cho biết, trong Điện Kremlin hiện nay, lãnh đạo Điện Kremlin đang thể hiện một sự căng thẳng. Theo đó, trong những tháng gần đây, số lượng máy bay không người lái của Ukraine tấn công lãnh thổ Nga tăng lên hàng ngày. Tình báo Anh đưa tin cho biết, bởi điều vừa kể, Putin đã gây rất nhiều áp lực lên lãnh đạo của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, bao gồm cả lực lượng phòng không. Theo đó, lãnh đạo của lực lượng hàng không vũ trụ Nga được cho là đang chịu những cái áp lực hết sức mạnh mẽ từ Tổng thống, buộc họ phải cải thiện những cái khả năng phòng không ở khu vực miền Tây nước Nga. Đồng thời, cơ quan tình báo quân đội Anh lưu ý rằng các cái cuộc tấn công sâu vào nước Nga hiện nay có một cái tầm quan trọng chiến lược và quan trọng đối với Putin, bởi vì ông ta, tức Putin, tin rằng một cái cuộc xâm lược quy mô sẽ ít ảnh hưởng trực tiếp tới người Nga. Và rõ ràng bây giờ chiến tranh đã lan tràn trên lãnh thổ của Nga. Theo báo cáo của tình báo Anh cho biết, sức ép có thể đặc biệt nhằm vào tham mưu trưởng lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Đại tướng Viktor Azarov. Đồng thời, họ cũng lưu ý rằng Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tướng Sergei Surovikin, tiếp tục vắng mặt tại nơi làm việc. Trong khi đó, giới phân tích nghi ngờ rằng Surovikin có một sự thông đồng với Prigozhin trong một cuộc binh biến vào tháng 6 năm 2023. Trong khi đó, những thông tin cho biết máy bay không người lái của Ukraine thường xuyên không kích thủ đô Moscow. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các cái tên lửa S-200 của Liên Xô gần đây được cho là đã bay sang lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tình báo Anh lưu ý rằng Ukraine không báo cáo việc sử dụng các cái tên lửa S-200 của họ trên lãnh thổ Nga. Và thưa quý vị, Tổng thống Zelensky của Ukraine vẫn tiếp tục giễu cợt nước Nga. Mới đây, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố rằng Ukraine chưa sẵn sàng hy sinh lãnh thổ của nước này để trở thành thành viên NATO. Nhưng ông Zelensky nói một cách mỉa mai rằng chúng tôi sẵn sàng trao đổi Belgorod. Và nếu quý vị biết rằng Belgorod là một cái thành phố của Liên bang Nga nằm ở phía nam giải trung tâm của phần châu Âu Cộng hòa Liên bang Nga, Belgorod là một cái trung tâm hành chính của một tỉnh cách thủ đô Moscow 700 cây số về phía nam và cách biên giới Ukraine chỉ 40 cây số. Tổng thống Zelensky đưa ra cái tuyên bố vừa kể vào ngày 20 tháng 8 năm 2023 trong cái cuộc họp báo với Thủ tướng Đan Mạch, trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Ukraine có sẵn sàng hy sinh một cái phần lãnh thổ của họ vì hòa bình và tư cách thành viên của Liên minh NATO hay không. Tổng thống Zelensky trả lời một cách mỉa mai cho rằng trao đổi lãnh thổ, chúng tôi sẵn sàng trao đổi Belgorod để lấy tư cách thành viên của chúng tôi trong NATO. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh rằng việc lựa chọn có tham gia đàm phán hòa bình hay không, nó là câu chuyện phụ thuộc vào chính phủ Ukraine. Bà Fredelissen nói rằng tôi có thể trả lời rõ ràng về câu hỏi tương lai của Ukraine. Nó thuộc về chính người dân Ukraine và chỉ người Ukraine mới có quyền quyết định khi nào họ chấp nhận ngồi xuống đàm phán. Thưa quý vị,
một cái sự phản công của quân đội Ukraine không đạt được những cái kết quả như mong muốn. Dù rằng những cái tin tức mới nhất quân đội Ukraine đã chọc thủng được phòng tuyến phòng ngự răng rồng lớp thứ nhất trên đường chinh phục thành phố Tốt Ngát để tiến tới biển Azov, theo giới phân tích cho rằng hầu hết các cái nguồn tin của giới phân tích nói rằng cuộc phản công của Ukraine không đạt được những cái kết quả mong muốn và Ukraine chỉ còn 60 ngày để ngừng phản công và bắt đầu quay sang xây dựng những hệ thống phòng thủ xung quanh các thành phố chính khi mùa đông sắp tới. Quân đội Ukraine cần phải biết rằng cuộc phản công không đạt được những cái thành tựu như mong muốn, trong khi thương vong nặng nề ngày càng trở nên khó khăn. Theo giới phân tích, mặc dù chiến tranh còn lâu với kết thúc, nhưng nếu Ukraine không nghiêm túc giảm tổn thất về người và thiết bị chiến tranh, thì tỷ lệ tổn thất hiện tại có thể dẫn tới một sự thất bại của quân đội Ukraine một cách nhanh chóng. Một cái điều quan trọng theo giới phân tích, đó là quân đội Ukraine phải chuyển sang các vị trí phòng thủ để giảm tỷ lệ tiêu hao, đồng thời kéo dài thời gian để xây dựng các tuyến phòng thủ ở các thành phố chính. Mặt khác, nếu viện trợ của Hoa Kỳ không tăng tốc độ so với hiện nay, thì quân đội Ukraine thậm chí có nguy cơ mất khả năng phòng thủ khi chiếm giữ các thành phố chính ở phía đông. Tuy nhiên, thưa quý vị, một vấn đề quan trọng đó là bao giờ Ukraine có máy bay F-16? Và thưa quý vị, mới nhất Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới thăm Hà Lan và Đan Mạch. Đều biết trong cái chuyến thăm một loạt các cái nước Bắc Âu và Hà Lan, ông Zelensky đã hội đàm với chính quyền Hà Lan, Đan Mạch. Trong đó có một vấn đề quan trọng được trao đổi là việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Và điều vừa kể được chính Tổng thống Zelensky tuyên bố, vấn đề chính là F-16 cho Ukraine để bảo vệ thường dân của chúng tôi khỏi khủng bố Nga, và chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, những thông tin của truyền thông quốc tế cho biết những cái máy bay tiêm kích F-16 của Đan Mạch, Hà Lan sẽ tới Ukraine trước năm 2024 và dự kiến sẽ bàn giao 6 chiếc đầu tiên cho Ukraine và 8 chiếc F-16 nữa sẽ đến trong năm 2024. 5 chiếc còn lại là 1 năm sau. Những điều vừa kể được công bố ngày 20 tháng 8 tại một cuộc họp báo chung của Thủ tướng Đan Mạch với Tổng thống Zelensky. Ngoài ra, Thủ tướng Đan Mạch bà Mette Frederiksen cho biết hơn 70 phi công của Ukraine đã đến Đan Mạch để huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 và Tổng thống Zelensky đã gặp lực lượng phi công này. Theo Thủ tướng Đan Mạch nói, tôi hy vọng rằng đến gần năm mới, một cái nhóm máy bay đầu tiên sẽ rời Đan Mạch hướng tới Ukraine, khoảng 6 chiếc trong số đó sẽ tham chiến. Và thưa quý vị, cũng ngày 20 tháng 8 sau chuyến thăm hiệu quả tới Hà Lan, kết quả của các cuộc đàm phán theo Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine tới đây sẽ nhận ước chừng 42 máy bay F-16. Trong khi đó, thưa quý vị, có những cái tin tức cho biết hiện nay các phi công của Ukraine đã bắt đầu thử nghiệm trên các cái máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển. Trong khi đó, Ukraine có ý định tìm cách tiếp nhận những cái chiếc máy bay của Thụy Điển để tăng cường hoạt động làm chủ không phận. Có những tin tức cho biết 200 binh sĩ Ukraine gần như đã hoàn thành một cái khóa huấn luyện xe tăng M1 Abrams tại Cộng hòa Liên bang Đức. Theo yêu cầu của quân đội Ukraine, lực lượng này sẽ ở lại nơi huấn luyện và duy trì tiếp tục các cái kỹ năng của họ cho tới khi các cái xe tăng được sẵn sàng gửi tới Ukraine thì nước Mỹ chấp thuận chính thức. Nói khác đi là quân đội Hoa Kỳ không muốn xe tăng M1 Abrams của họ tham chiến trong cái lần tổng phản công hiện nay, mà số lượng xe tăng Abrams M1 sẽ được sử dụng trong cái chiến dịch phản công kế tiếp, khi quân đội Ukraine đã sở hữu những cái chiến đấu cơ F-16. Giới phân tích quân sự cho rằng bất kỳ một cái xe tăng nào lớn, nặng, dày đến đâu mà bị trúng một cái trái đạn pháo 152mm
thì không còn đời sống. Đó là lý do người Mỹ đã nhận ra rằng quân đội Ukraine cần phải có những máy bay F-16, và điều đó sẽ hữu hiệu trong cái sự yểm trợ cho lực lượng xe tăng dưới mặt đất. Trong khi đó, giới phân tích chỉ trích nước Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã cố tình làm chậm trễ việc cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine. Đó là những toàn tính chính trị khiến cho máu của quân nhân Ukraine đổ ra không đáng. Thưa quý vị, một cái bản tin cuối cùng liên quan tới cái thông tin Nga có một cái kế hoạch đưa khoảng 300.000 người Nga đến định cư ở thành phố Mariupol, một cái thành phố của Ukraine bị quân đội Nga tạm thời chiếm đóng hiện nay. Truyền thông Ukraine tố cáo quân đội Nga soạn thảo một cái kế hoạch gọi là kế hoạch phát triển cho Mariupol, một cái khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng tạm thời. Theo đó, Điện Kremlin có kế hoạch tăng dân số thành phố này lên khoảng 300.000 người thông qua số lượng người Nga được di cư sang. Những cái điều vừa kể trong một cái nguồn tin có từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết những cái thay đổi nhân khẩu học theo kế hoạch sẽ được thực hiện trước năm 2035. Để kích thích điều này, Điện Kremlin đã đưa ra một cái chương trình thế chấp ưu đãi cho công dân Cộng hòa Liên bang Nga đến định cư tại Ukraine. Ngoài ra, nước Nga còn đưa công nhân công chức từ các khu vực bị suy thoái kinh tế của Liên bang Nga đến cái vùng tạm thời chiếm đóng của Ukraine hiện nay, đồng thời cư dân địa phương bị buộc phải trục xuất sang lãnh thổ Nga. Đó là lý do trong cái cảnh báo của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine lưu ý rằng những cái hành động vừa kể tương ứng với các dấu hiệu diệt chủng theo luật pháp quốc tế, và tất cả những kẻ tham gia tội ác diệt chủng đối với dân tộc Ukraine chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt công bằng và không thể tránh khỏi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.